Đây là cũng là có một cái vị mà cũng là đã từng tới chỗ gọi là cái động môi giới, cái động môi giới để mà tiến vợ. Nhưng mà sau khi cái vị này tới nơi rồi thấy nó có một cái sự gọi là bắt nháo, có nghĩa là vào động đó, vào động là thấy toàn là cái như là nái động. Rồi mấy mà động, mà động ong á, mấy mà động ong á, bắt đầu là vào là sờ ngực. Rồi vuốt mông vuốt đùi, bắt đầu là anh này anh thấy chết cha rồi, bây giờ mình tự dưng mình lọt vô gọi là cái đám bắt quái ngũ trận ở đây rồi. Bắt đầu là anh lui ra, anh không dám mà vô tiễn nữa, và anh đã lên kênh của Lang Thang Sài Gòn để tố giác cái vấn đề này. Và mọi chi tiết thì bà con cứ liên lạc qua số điện thoại 0916 72 145, vướng cái gì đấy cứ liên lạc và tố giác rồi. Theo anh, em là anh Tân nhớ là anh Bảy ở ngõ tư Gò Mây Bình Tân. Anh chia sẻ đi ạ. Nhưng mà em có xuống với kênh đó, là em xuống cũng là hình như ba lần á. Kênh nào, kênh nào? Kênh Phúc Nghĩa. Kênh Phúc Nghĩa. Anh xuống để làm gì anh? Thì hồi đó là em cũng không có gia đình, em xuống em tham khảo đó. Thế hả? Xuống thăm, xuống đây lần thứ nhất là em thấy dắt xe vô đường luồng đó, em dắt xe vô lần thứ nhất mà em thấy là phụ nữ đó là đông vòng vòng ở chợ tinh đó, để em thấy cờ cài mình sợ, mình lấy cây sợ là người ta đánh đá. Rồi em mới về, lần đường thứ nhất là em về, em về em coi tình hình sao được nghĩ nè. Cái lần thứ hai em xuống, lần thứ hai xuống là gặp ông UIT, ông Mạnh á, ông Đại á, là ở ngay chỗ ổng là Nga Xúc Tiên á. Với ông Mạnh, với con Mạnh á, là em thấy cảnh là anh thấy cái đại gia cái gì, đại gia gì mà ở quận năm ngày không giặt, mà đại gia cái gì ấy đó thì lượng thượng đậu hũ tê bèo đó, cái dạng đấy là đếm, mà nếu mà để bị gia em thì em thấy cái đại gia đó là em định rồi, em thấy cái cảnh nó không quải rồi. Em mới ngồi vô trong cái phòng, trong cái phòng mà để chia sẻ, cái phòng lên kênh á. Phòng lên kênh của nó là hắn ơi, thôi anh chờ anh cứ vô lên kênh không, anh lại chia sẻ không, tôi cái phòng không có từ từ lên tính, chứ còn bây giờ anh chưa xác định được. Chứ anh cũng có lên thành viên rồi, nhưng mà quan trọng là thành viên chuẩn, chứ còn bây giờ thấy ai dưới dọn lên dưới lựa chọn nên anh thấy cái cảnh này là anh cũng chưa dám. Đó. Bắt đầu là tiếp tục là em mới nói gặp ông Mạnh nữa, thì ông Mạnh ông có chia sẻ, ông Mạnh ông đưa ông cầu với mấy bà đó, thì qua bốn bà bốn các bà gì trong lắm, ngồi y giận mà giận ấy với nó ăn một chặt rồi để mà mua trái dưa leo hay là mua gì, ai thích mua gì mua. Cảm thấy là mình nhận xét của bản thân mình là đứa đó. Nhận xét của bản thân của mình là nghĩ là cái giọng là ân là cái trọng, cái giọng mà có rau tươi rau quả cái gì mình cảm thấy mua được mua, chứ còn không có giọng là không có một cái gì gọi là kết nối tình duyên, một cái gì gọi là cái cho nên em nhận xét của bản thân em nghĩ rằng đó, mà năm nay mình cũng 56 57 tuổi rồi, trong có một ngày một tuổi hai tuổi gì. Cho nên mình nhận xét cái bản thân của mình. Còn là ông Mạnh nó là nghĩ được ở chỗ là không biết cái tài sản ông sao vậy không hiểu, nhưng quan trọng là mình xuống đó là bản thân mình là người đàn ông mà sao mình phải, thứ nhất là cái thì cái mình cũng làm sao để ra cái bản chất người đàn ông. Cái còn mình uống nước miếng văn ngồi mình uống làm gì. Ông đi lên đi xuống vô cái phòng đi ra đi lại, rồi đi qua đi lại, nó mà nước miếng giang đi mạt người ta mà nó làm gì đó. Em nhớ đó là nhận xét từ khi mà em chúng lần thứ hai em chúng. Còn ông Mạnh mà cảm ông Đại ôi tê Đại đó, thì em nghĩ là ông đó thì cũng chẳng là cái đại gia gì, cái đó hình như cái đó là hình như đoạn đó là như ơn lực gì hay sao. Em nhận xét cái bản thân em nghĩ hay là cái kênh để hắn lôi đầu vô để mà dứt lên những cái kênh, những cái ông này ông đó. Anh nhận xét cái thống bản thân gì đó. Còn lần thứ ba lại mới xuống hắn sợ em á, riêng cái kênh đó là hắn, riêng cái kênh đó là hắn rùa cứng ngắc, mà hắn sợ là mình lấy số điện thoại mấy bà đó. Chính thằng Nghiện Phúc á, là ấy nói là người mà ví dụ nam giới hay nữ giới vô cái kênh đó là ấy, như vô một khu nhà đó là vô đó là hắn sợ mình lấy cái số điện thoại mấy bà đó để mình liên hệ không cho hắn quay quay chương trình á. Ý của nó là đứa anh hiểu không? Cho nên anh muốn trừ đây xuống đây là người thật việc thật,
anh vẫn nói thẳng với anh Phúc Nghĩa là đây xuống đây là đã xác định là từ thật biệt tập à, nhưng mà em làm cái cảnh này ấy dọn chợ tình là anh không bao giờ anh lên à, anh nói thẳng Phúc Nghĩa luôn mà à, làm đã dọn chọn chợ tình nếu dọn ấy có tiền mua được mua không có tiền gì à. Cho nên anh nghĩ bản thân mình nghĩ là cái vô không nên lại xuống là xuống tìm cách nấu tình duyên mà cách nấu cái gì lên vô làm ở đầu có xa nữa kia thôi chứ anh đây mình khách đông quá thôi vô luôn 10 người 15 người vô luôn lần luôn mà cái phòng thì nhỏ, cái phòng thì nhỏ xíu rồi và bé con người ta vô gần ngồi gần chục người ta ngồi chứ thế đó đấy các bạn mới toilet mà ngồi chứ mà đang nói chục người ta yeah. À. Thì anh nghĩ cái chỗ đó mình nghĩ ra thành bằng anh nghĩ là cái chọn lấy không biết làm sao mình nghĩ nó quan trọng con người phải có một cái lịch sự hay là có một cái gì gọi là chứ đang mà đang cái đầu óc sao mà nghĩ là người ta cứ len cái đầu vô đó à, len cái đầu vô còn ông mạnh là không có quay đi đâu có dập bò mới vô cái cạnh nhau cái đầu tròn dơ đầu dài đỏ bóp chú trước mặt luôn cái trước mặt luôn ở chỗ văn phòng luôn yeah. À, tròn dơ rồi đỏ bóp cái đấy là cái động chứ cái văn phòng vậy anh em nghĩ cái đó là cái động để mà môi giới tình dục của người già chứ văn phòng gì à thì bảo đó anh thấy chính bản thân em là người uống nước suối đó mà ngầu cái ngó qua cái tròn dơ này nọ à nên đó mình thấy con người đang ăn mức độ như ai u như thú luôn mà yeah. Không có một tế nhị nào trong á em đúng là cái nhà đó thì 14, 14, 16 nhưng mà chở cỡ đó trở lại xong rồi ăn cái phòng đó cỡ 3 mét em dự đoán cái phòng đó cỡ 3 mét yeah. À mà ngầu của người mình ngầu sao có lịch sự thứ nhất là mình tế nhị à, răng này nọ chứ còn bây giờ em thấy nhiều người phụ nữ cũng tội chứ không phải là không tội hay là cái sự đáng thương của họ ra thì em không hiểu điều đó là mình cứ mỗi người mỗi cảnh mà mỗi nhà mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì em không hiểu được điều đó yeah. Nhưng mà quan trọng mình là bản lĩnh người đàn ông mình làm sao làm tế nhị chứ còn bây giờ người ta vô người ta ra người ta nó muốn tìm thì mình phải làm sao thấy tròn dơ tròn đồ này nọ bất chứa lấy chân tình dễ cái chặt đi em à chẳng đi ăn cái tròn dơ bên này nào nấu thật tình nữa chỉ cần lâu nấu bốp luôn chứ không có cần chi nấu tròn dơ nấu tròn nấu bốp luôn thì nó nấu nặng cho thịt nó nấu thật tình nấu thật tình là tay cay luôn yeah. À, à, nhưng quan trọng là không biết lý do sao còn cái xa đây là thằng Phúc mới nói là anh xuống đây để làm gì ok xuống đây là chốt tình anh xuống đây là chốt tình anh đi tìm nhưng mà anh đi tìm thành Phúc thứ nhất là cái lịch sự anh mới làm còn không lịch sự thì thôi anh không có làm yeah. À. Hắn kêu anh xuống đây mà anh không làm á thì anh về chứ còn bây giờ ở đây là bút lực nhà nước để mà người ta xuống đây không bởi để lừa gọt đại nọ bút người nói với em nè yeah. Thế anh hỏi ngược nó thế là cái văn phòng đấy nó có cái đăng ký gì không thì em hỏi là trước mắt là anh bơ câu cái hỏi mà đây xuống đây là không bởi để mà lừa nhưng mà xuống đây để cua cái tình duyên cách đúng có minh mặn có minh mặn hay không có văn minh hay không yeah. Chưa chắc gì em là chưa chết cho em là minh bằng văn minh bằng anh yeah. À còn có cần hồ sơ lý lịch của anh không cần thì anh đưa còn em có hay không quan trọng em có hay không bước điều quan trọng chính xác à cái đầu em hồ nó cái đầu em nó ngồi trước sân đó nó kêu này nấu thịt bằng máy đó có gì thì bọn em lên ra bình tăng vô nhà anh chơi còn bây giờ cái văn phòng này là không đủ tuổi bằng ở với anh đâu nhưng mà anh đã giúp tay à không bao giờ anh nói vấn đề chết nhưng mà xuống đây để anh kết cũng thấy được là làm không được thì thôi chứ không có gì quan trọng với anh ấy còn đây là dọn cho bọn em đây dựng lên một cái chợ tình chứ không phải là cái cuộc kết nối em vẫn nói Phúc Nghĩa luôn mà yeah. À, thấy nhiều chị thấy nhiều cái như quận chính có rồi Bình Dương có hầu nó là em có một cái là em thấy là cái chị nó là ở Bình Dương ở giờ ở Dầu Tiếng yeah. chỉ cần tài xế lấy xe đó cho nên mình nghĩ thôi được mình chạy qua mình cô kết nối với bà để mình về mình cứ đem mua xe mua cô đó là mình chạy vô đâu này nọ chứ còn không phải cái gì ấy nhưng mà mình cũng lỡ bây giờ mình cũng lỡ thôi yeah. Nhưng quan trọng được thì mình làm không được thì thôi nhưng mà em thấy cái kênh này là cái kênh này không được một phần luôn anh nói là vậy bỏ cái kênh là được là đúng yeah. À, anh nói thẳng luôn đó là vậy bỏ cái kênh này là đúng chứ không có gì gọi là sai hết ông nghĩ là bỏ em đó dạ yeah, đó hả à ông U 70 á à ông bơi bơi hậu này cầu đất với em luôn á ở Vĩnh Lộc á à hậu nó mà mua giới bơi cầu đất với em luôn ngày bữa gì nhưng quan trọng ở chỗ là em nói là cái cây này đẹp đấy
anh có nhiều chuyện em cũng muốn nói nhưng mà thôi em chia sẻ chừng đó cho anh ha. Dạ anh em muốn chia sẻ thì cứ chia sẻ thôi chứ đâu. Em muốn đỡ cho bà con cái cho họ biết rõ hơn để họ cảnh tỉnh thôi, chứ thật sự mình cũng chẳng phải là ganh ghét vì ai. Vì cơ bây giờ nó thật sự ra thì cái như em cũng nói cái việc xã hội mà để mà mang tính chất rằng để cho bà con họ cảnh tỉnh. Thế còn dạ, không giúp cái được, thế nhưng là cái gì chẳng phải giúp được cái lời nói cho bà con đó để họ bớt xa bẫy vào những cái kênh mà nó không đàng hoàng, rồi tính danh dự của người ta đưa lên đó, rồi con cao cháu của người ta nữa. Đó nhiều cái hệ lụy sau này lắm anh. Dạ. Dạ. Cho nên em nói với anh đây nè. Em nói với anh là hình thức là em cũng đi hai cây nha, cây Đức Tuấn ở Biên Hòa. Dạ. Một cây là Phúc Nghĩa là hai cây thôi. Còn cách đây 3-2-3 năm là anh có xuống thành viên chơi thôi, chứ còn em không có lên, mà trong thực tình em chưa lên, chưa chia sẻ một cái gì hết. Yeah. Em chưa chia sẻ, em sợ là sợ người ta đánh đá thôi, chứ còn thực tình mình không có cái gì hết. Nhưng mà có cái cây nào chủ thì mình lên, nhưng mà em cũng chưa thì tới em chưa lên cái cây nào ấy, nhưng mà em xuống em tham khảo. Nhưng mà em tham khảo thành nhất là em thấy chỗ đi Thành Quyên hay là Đức Tuấn ở Biên Hòa nó còn có giúp tế vậy, thì một người thôi. Yeah. Em có lên là cũng một người thôi, chứ không có hai người thứ hai. À, còn người ta ví dụ là người ta khổ nghèo này nọ, người ta đây này nọ thì có hai người, hai cha con mà hai chị em hay là dòng cái gì đó là có hai người ba người đây. Còn cái chuyện người duyên cái kết nối thành viên chỉ có một người thôi, chứ không có người thứ hai. À, còn có người thứ hai đó là người đã tìm hiểu nhau rồi mới lên cái người thứ hai. À, chứ còn bây giờ mà em thấy như cây Phúc Nghĩa đó chưa có gì hết, chưa lần đầu tiên chưa có gì hết, bước lên cho 6 người 8 người 10 người. Yeah. Ngồi y một đám rồi đó, cái dọn y xem hát có quen cái gì. Còn vô văn phòng á thì ông này tròn dơ, ông bà kia là bà kia tròn dơ này nọ, nuốt qua nuốt lại. Y dọn đó em thấy cái cảnh này, em thấy cái đâu cho anh. Yeah. Cho anh xin một nước. Nhưng mà tốt hơn á là những người phụ nữ, những người phụ nữ muốn tìm một cái chỗ yêu thương á thì nên mình chọn cái lựa nào, cái cây nào trong toàn hoàng văn minh. Đó là điều em mong muốn nhất, tốt hơn so lắm cái cây Phúc Nghĩa Thủ Đức. Cho đại anh chia sẻ chừng đó. Còn em có dịp để em còn chia sẻ thêm. Dạ ok anh, thank you anh. Dạ bye anh ha. Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của là một vị mà cũng đã từng tới cái động đây để mà gọi là kết nối tình duyên, nhưng trong cái quá trình mà tìm hiểu thì cũng thấy phê quá. Nhìn qua nhìn lại thì nó giống như là một cái động thật sự. Bà con nãy nghe nói rồi chị đó, chưa kết nối, chưa biết gì hết trơn hết trọi, mà kể như là chụp vú chụp đồ từ lưa hạt me vậy, trở thành một trong những cái gọi là cái nơi huyên náo. Mà có những cái thức phim mà như mà cái vị đại đó, bà con cũng đã biết rồi đúng không, đại UD đó. Đáng lý mình là chủ kênh mình cũng phải tế nhị một chút thôi. Anh đại ơi, anh có sung, anh có mất nớp thì từ từ em kết thúc cái quay cái clip rồi anh mới là dở trò dê. Đây là nhớ là lên chương trình cả thế giới họ xem, thì anh phải giữ lại một cái gọi là nớp na, đừng có mất nớp trên không gian mạng, đúng không? Chủ kênh phải thế chứ quý vị, mình phải cảnh giác ngay, phải là nhắc nhở ngay chứ. Cho lên chương trình của mình nó thật sự đâu phải như vậy. Lên chương trình của mình giống như là nó thật sự ra mình để cái như là cho ổng sờ, ổng nánh rồi ổng đẩy, ổng ép thế sao được. Rồi cái danh dự của người phụ nữ rồi sao cô kia nó thật sự bà cũng có những cái bà gạt tay ra, nhưng mà ông này ổng tới quá rồi, ổng tới quá bà gạt không được nữa. Có nghĩa là đang quay mà bắt đầu là bà gạt không được nữa thì bà lấy cái tay bà che lại. Có nghĩa là bà che cái tầm quay của cái máy, nhưng mà cái tay ông đại thì ổng không chịu bỏ ra. Có nghĩa là bây giờ ông thích hai cái bầm đảo tài ấy này quý vị, thích hai cái bầm đảo của bà này, bắt đầu là anh không chịu buông. Cái cầm mà vuốt mà nắng tao nói thật sự quý vị, lên trên chương trình mà sao mà để cho những cái loại mà già mà bất nết hư thân lên đó mà cứ nắng bên này nắng bên kia. Nhiều lúc quay phim á, là ông còn ngồi trên cái chẩm, ông còn ngồi trên cái giặt chẩm mà cái ông mặc quần đùi. Bà con thấy đi, nhìn cái tướng nó thật sự quý bà con, nó xin lỗi một câu nha. Cái tướng như là cái thằng chân bò đó, mà nó thật sự ra là đại gia USD.
chân bò người ta còn sạch hơn ông nhiều. Đấy, cho nên lên mạng thôi, bớt đi. Đấy, lên mạng mà chia sẻ thông tin gì đó phải cho thật một chút. À, chứ còn lên đấy mà đừng lừa mấy cô. Người ta đi á, là người ta phải bỏ tiền xe, người ta bỏ thời gian, người ta tới để mà kết nối mong rằng tìm một tấm chồng. À, đây là cái nhu cầu cấp, một trong những nhu cầu mà cái như là thiết thực của bất kỳ một con người nào. À, nhưng mà do người ta ghét cái gì? À, cái thái độ, à, cái kiểu cách, à, đúng không? Và có những cái gọi là láo xạo, à, cho nên người ta bực. Thế còn lên nó thật sự của con lên kết nối già bao nhiêu cũng được, miễn sao ngồi đàng hoàng lịch sự và đừng đố, đừng gây sóng gió cộng đồng mạng là ok. À, cứ lên nói ừ cái như là thật sự chia sẻ ở tôi ở nhà tôi chân gà chân dịch hay là tôi đi nhặt dê chay tôi làm, miễn sao họ chia sẻ thật. Đằng này nói thật sự một cái thằng gọi là trên ranh dưới dép mà lên toàn là đại gia USD, tôi nói USD đây USD một mạch. À, mà ông đại đây bây giờ ông muốn dùng phải là mua đốt. À, phải đốt thành tro rồi thêm ba cây nhang cấm ở trước nữa rồi phải khấm rồi ông đại mới dùng được. Đấy. Dạng thực sự một người đàn ông mà lên trên ranh dưới chẳng cái gì mà nó đẩy lên là đại gia USD. À, cuối cùng cái sao quý vị? Rồi những ngày vừa qua bà con thấy đi có trường hợp nào mà thật hay không? Đấy, mà nhiều cô nó thật chỉ cần nghe hai từ đại gia là quên ăn quên ngủ. À, đêm đêm phải là trằn trọc thao thức để chờ tới sáng rồi tới rồi gặp. Rồi các bà là thật sự chờ không nổi. À, nó tới cái nư quá rồi chờ không nổi phải là lặn lội đi trong đêm. Nó toàn là để lại những cái hình ảnh không tốt à, trên không gian mạng của những người lớn tuổi. Thì thế hệ trẻ chúng ta thật sự quý vị bà con nhìn mình nó thật sự cũng thấy nó chướng quá. Và mọi cái vấn đề mà bà con à, cần cung cấp thông tin hoặc là chia sẻ bất kỳ cái gì à, thì vui lòng liên lạc qua số điện thoại 0916772145, 0916772145 nha quý vị. Và à, chương trình tối hôm nay à, Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép là kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Và Lang Thang Sài Gòn cũng xin à, chúc tất cả các bà con chúng ta à, lời chúc sức khỏe và gặp nhiều à, may mắn trong cuộc sống. Bye bye tất cả các bà con và hẹn lại bà con vào cái chương trình tiếp theo ha. Chào tạm biệt quý vị.